Minh Đở Tử vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Thìn tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính họa nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao thiên mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư xấu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao băng tiêu ngoại hãm xấu ngoại việc sao hà khôi xấu ngoại việc nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao bạch hổ kỵ về an tán, sao sát chủ xấu ngoại việc và đặc biệt đó, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 tức là ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu này ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian ngày này thuộc bách kỳ trong sự đều kỳ vì vậy không nên làm việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào trong ngày hôm nay vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam tài thần hướng chính Đông và sau đây mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này thầy tử vi chỉ ra rằng đây là ngày mà bạn tuổi tý có thể tỏa sáng với những cảm xúc của mình và nói chính xác được những điều mà bạn muốn trong mối quan hệ về tình cảm là nhờ có được sự dẫn đường trị đối của tam hợp phù trợ thế thì với bạn tuổi tý cũng đừng có ngần ngại hay là băn khoăn vì bất cứ lý do nào nữa mà bạn cần phải mở lòng để hướng tới những giá trị tích cực đây là lời khuyên dành cho bạn trong ngày hôm nay Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn và cũng đem lại cho bạn có được một tinh thần thoải mái hơn rất chi là nhiều. Điều này sẽ giúp cho bạn tự bảo vệ bản thân mình trước những tình huống có thể gây ra cho bạn sự tổn thương, khó khăn trong ngày hôm nay và xuất phát từ sự thiếu thiện trí của một người nào đó gây ra nhé xem tử vi trong ngày này cũng cho thấy với bạn tử tí đang gặp ngày có thủy khắc với thổ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình bạn có thể vẽ một bức tranh hoặc là thực hành làm những món đồ hamburger giúp cho bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất chi là nhiều hơn thế hành động đó còn có thể kích thích khả năng sáng tạo của bạn nữa nhé một lĩnh vực khác trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi tí là đang có được sự tác động của thiên tài chiếu mệnh ở thời điểm này. Vấn đề về tài chính với bạn vẫn được ổn định và thậm chí sẽ có đôi phần khởi sắc nếu như bạn biết cách đầu tư đúng thời điểm, thậm chí có những người có đủ may mắn để nhận về những khoản lời lại về đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, ngay khi tiền bạc có nhiều thì với bạn tuổi tí cũng đừng có mua sắm, ăn uống, tiêu xài hoang phí để thỏa mãn về tinh thần, kéo lại bị phá tài nhanh chóng bạn tuổi tí nhé. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận thế được hanh thông thuận lợi nhờ có được sự khôn khéo. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tình cảm đáng ganh tị nhiều người ngưỡng mộ. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa làm việc gì cũng phải từ tốn đừng mong có được kết quả nhanh chóng. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ bạn gặt hái được nhiều thành quả sau nhiều nỗ lực. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc gia đình ấm áp thuận hòa bên nhau và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 19 số 45 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu tím màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thân từ Vi Tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi. Cái điều này cho thấy năng lực hiện tại khiến cho bạn tuổi Sửu có phần bị hạn chế, nhất là khi có kẻ phá hoại những kế hoạch của bạn. Với bạn tuổi Sửu nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ nếu như bạn không có được sự tự tin trong mọi công việc ngày hôm nay và khi bạn biết mình cần phải làm gì thì bạn mới có thể có được một ngày làm việc đạt hiệu quả nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay trở nên sung túc hơn về tài lộc. Bạn vui vẻ hơn khi bạn mệnh đảm bảo được một khoản tiền kha khá cho một số kế hoạch trong tương lai của mình. Và với bạn tuổi sửu cũng cần phải tiếp tục để thực hiện và đảm bảo rằng mình vừa có thể mua sắm cũng vừa tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho mình nữa nhé bên cạnh đó trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề về sức khỏe của bạn và với bạn tuổi sửu thay vì để cho bản thân mình bận rộn quá nhiều với công việc thì ngày hôm nay bạn cần phải cố gắng sắp xếp công việc để được thư giãn cho mình được thả lỏng và khi nạp đủ năng lượng thì bạn mới có thể có được tinh thần làm việc tích cực và đạt được hiệu quả cao nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đừng để tiền bạc quyền thế làm mở mắt mình, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, tiền bạc được rộng rĩnh, không lo túng thiếu, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, được xem là người có tình cảm và có trực giác tốt, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, hãy cẩn thận với đức tin mù quáng của mình, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên quan tâm chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi dần, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ nhắc nhở bạn tuổi dần. Thay chỉ vì bận rộn tới công việc thì bạn cũng cần phải chăm chút cho gia đình của mình. Nhờ thế mà bạn mới có được một nơi yên bình để trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc phải không bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi dần nhớ rằng trước khi trông đợi bất cứ ai bảo vệ mình thì hãy tự mình thực hiện điều này trước cái đã. Bạn cũng nên chú ý tới những gì mà bạn bè, đồng nghiệp đang làm. Bạn cũng có thể sẽ phát hiện ra nhiều điều bất ngờ và thú vị ở nơi đó nữa. Và với bạn tuổi dần trong ngày này đang có điểm báo có nhiều hung tinh chiếu mệnh, xuất hành đi xa không được thuận lợi, gặp họa huyết quang, đi đường nên cẩn trọng, không nên tới những nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với phái nữ. Nếu như đang làm trong các ngành nghề nguy hiểm thì nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ, tránh gặp họa bất ngờ có thể xảy ra, nhẹ thì bị chảy sớt về chân tay, nặng có thể bỏ mạng nữa đối với bạn tuổi dần nhé và đặc biệt đó, trong ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu này với bạn tuổi dần, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi dần trong ngày này không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn có lối sống thiếu khoa học, cần phải điều chỉnh trở lại. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, mâu thuận xung đột khiến cho tình cảm lứa đôi bị giảm nứt. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có kẻ tiểu nhân phá rối, đừng có quan tâm tới chúng. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút, cần phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, có quý nhân trợ mệnh, công việc thêm phần được hanh thông, sung sẻ Vai đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp. 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 59, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu xám, quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão đang nỗ lực hết mình để có thể xóa đi những rạn nứt căng thẳng trong mối quan hệ về tình cảm với những người thân và lúc này với bạn đang đạt được kết quả như mong đợi chắc chắn là những người xung quanh sẽ đón nhận thiện chí của bạn và sẵn sàng hợp tác với bạn mà thôi và ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi mão đang có cảm giác không tìm thấy được người mà mình hoàn toàn có thể tin cậy điều này có thể trở thành rào cản khiến cho bạn có một ngày làm việc kiếm đi hiệu quả và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cũng cho thấy với bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sức khỏe lại không được tốt cho lắm và với bạn tuổi mão cách tự chăm sóc bản thân mình tốt nhất cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, đó là rèn luyện thể dục thể thao, việc đổ mồ hôi cũng như là giải phóng những năng lượng xấu không chỉ giúp cho bạn về thể chất được khỏe khoắn mà giải tỏa được những căng thẳng cũng như là cảm xúc tiêu cực nữa bạn tự bảo nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy luôn tỉnh táo và sáng suốt trong từng lựa chọn của bản thân tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đừng có bộ lợi những cơ hội hợp tác tiềm năng đến với mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nhận được sự đánh giá cao của mọi người vì tinh thần làm việc tích cực tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có kẻ tiểu nhân rình rập tìm cơ hội để hãm hại tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tập trung toàn lực vào công việc là cách tốt nhất cho bạn hiện nay và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 12 số 46 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu đen quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Dần Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tử thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý muốn với bà tuổi thìn thậm chí đang có suy tính quá nhiều tới mức chuyện không thể xảy ra làm cho bạn cũng suy nghĩ và vướng bận nhiều vào đó nữa với bà tuổi thìn bạn là người vui tính được nhiều người yêu mến và trong ngày này với bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều nguồn thu về tiền bạc nhưng với bạn tử thìn cũng cần phải đủ tỉnh táo để nhận định đâu là vận may đâu là cái bậy cần phải tránh việc này đòi hỏi bạn tử thìn phải có được sự khôn ngoan có kiến thức để hạn chế những rắc rối mà trong khi kiếm tiền có thể xảy ra với mình nhé Tuy nhiên, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, gian, ngày này thuộc bách kỵ, tâm sự đều kỵ. Vì vậy với bà tuổi thìn, không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là xây cắt về nhà cửa để tránh hạn chế những rủi ro xảy ra với mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa giữ bình tĩnh tỉnh táo và sáng suốt khi xử lý tình huống tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ suy nghĩ nhiều chỉ khiến cho cơ hội trôi qua khỏi mà thôi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có người giúp đỡ để cho bạn cải thiện về tình hình tài chính hiện tại tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể nhờ thực hiện được các kế hoạch đã đề đề ra. Phải đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi tỵ. tử vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh dự báo cho bạn trong ngày hôm nay đánh dấu bằng một giai đoạn khởi đầu cho bạn có được cơ hội để cho bạn xoay chuyển cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn. Với bà tuổi tỵ cũng không cần phải gấp rút làm gì, vội vàng làm gì, mọi sự rồi sẽ êm xuôi. Nhưng với bạn hãy thực hiện mọi thứ theo kế hoạch mà mình đã đề ra nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ thay vì đắm chìm vào công việc bạn mệnh hãy tạo cho mình có được thời gian thư giãn như là massage hoặc là một liệu pháp giúp thư giãn về tinh thần là liều thuốc tốt nhất cho bạn để có được một ngày trôi qua tốt đẹp nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu ngày này là ngày sát chủ kêu quan niệm dân gian ngày này thuộc Bách Kỵ trăm sự đều kỵ vì vậy với ba tuổi tỵ không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như thế là cưới hỏi khai trương xuất hành để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình và nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tuân thủ chế độ sinh hoạt điều độ thì không cần phải lo lắng về sức khỏe. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi được hạnh phúc, yên vui, hài hòa. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ hết mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tránh có những suy đoán, thiếu cơ sở khoa học, từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, trở nên mong chờ điều gì quá xa vời, sẽ thất vọng nhiều. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 51, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dậu tuổi tí, từ với tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi ngọ bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn. Với bạn tử ngọ, đòi hỏi bạn cần phải đảm bảo rằng bạn sẽ bảo vệ được ý tưởng, chính kiến của chính mình thay vì để cho bất cứ ai cướp đi lời nói của mình ngày hôm nay. Mọi người đều có một quan điểm sống và bản thân của bạn cũng không là ngoại lệ. Vậy thì bạn hãy chứng tỏ điều đó với đám đông bạn tử ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được cơ hội để thể hiện một phần về năng lực tài năng của mình, điều mà từ trước tới giờ bạn chưa có cơ hội. Tuy nhiên, với bà tử ngọa, hãy lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh để biết mình có thể làm được những điều gì giá trị với năng lực thực sự của mình hay không nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao không được mấy hài hòa. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, dễ có căng thẳng liên quan tới vấn đề về tiền nong. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, không nên buồn khi ai đó phủ nhận công sức của bạn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không phải lo lắng nhiều về sức khỏe thêm nữa. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, lắng nghe cơ thể và điều chỉnh nó sao cho phù hợp. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mão. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với ba tuổi mùi bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mùi là nên biết cách ứng xử sao cho khéo léo nếu không bạn rất dễ làm hỏng mối quan hệ thân thiết của mình trong ngày hôm nay có thể chỉ vì một lời nói ra thiếu suy nghĩ bạn cũng có thể làm tổn thương những người khác rất chi là nhiều nữa đó nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn thoát khỏi được những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc mà từ trước tới giờ bạn đã bị vướng vào với những ai nhanh nhạy tìm được thời cơ phù hợp có thể cải thiện về tình hình tài chính một cách nhanh chóng trong ngày hôm nay nữa và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy có nhiều tác nhân ảnh hưởng tới vấn đề về sức khỏe của bản mệnh đối với những cảm xúc tiêu cực hay là cảm giác buồn phiền của mình bản mệnh tuổi mùi nên tìm cách loại bỏ chúng bằng sự chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao hay là tham gia một khóa học yoga nào đó liệu pháp này không những giúp cho bạn có được sức khỏe tốt mà còn làm tan biến đi muộn phiền sự căng thẳng nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tiền bạc quyền lợi khiến cho tình cảm trở thành thứ yếu. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy khi không hiểu bạn nhớ hội han cho cặn kẽ. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không chịu được sự giả dối của người khác khi bạn quá thấu hiểu. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình cảm lứa đôi không được như mong đợi mau thuận triển min tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tránh xa những chuyện thị phi bao đồng rắc rối có thể tìm kiếm bạn tới lúc bất cứ lúc nào Phải đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 23 số 67 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi thân bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình của bạn trong ngày hôm nay đây là một ngày rất vui và rất hạnh phúc khi bạn đang có được ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. bạn tuổi thân cảm nhận rõ hơn về sự tương tác giữa hai người, đặc biệt là người ấy còn là chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời khi bạn đối mặt với những khó khăn trở ngại trong cuộc sống nữa. Và trong ngày này với bà tuổi thân hãy cố gắng tập trung nhiều hơn cho công việc, tính đến tiểu tiết và sắp xếp, xử lý chúng sao cho ổn thỏa khi trong ngày đang gặp thiên quan ngăn trở. Và ngày này với bà tuổi thân cũng là cơ hội để cho bạn cải thiện không gian sống, chăm chút cho tổ ấm và những người yêu thương mình trong gia đình nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy trong ngày có người đưa ra được những lời khuyên hữu ích về tiền bạc mang lại cho bạn có thêm được những cơ hội mới và nếu như bạn biết lắng nghe và quyết liệt hành động thì hứa hẹn thành công sẽ tới với bạn giúp cho bạn thay đổi được cuộc sống hiện tại nữa nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy chỉ cần mở lòng mình hơn tình yêu sẽ sớm đến với bạn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nhớ ghi nhận công sức của người khác một cách thật lòng tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình không mấy thuận hòa êm ấm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc luôn nỗ lực nhìn về phía trước thành công sẽ đến với bạn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tranh chấp mâu thuẫn không ngừng giữa các thành viên trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 58, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi dậu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi dậu đang có được sự đồng thuận trong các quyết định diễn ra trong ngày hôm nay. Một số việc với bà tuổi dậu, bạn làm, nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè, người thân và đó là nguồn động lực dồi dào giúp cho bạn có được sự thành công trong công việc nhé. Và ngày này với bạn tuổi dậu, đây là ngày để cho bạn quan sát, trải nghiệm và khám phá những điều thú vị từ thế giới xung quanh mình với sự chia trợ của chính quan phù trợ. Nhưng với bạn tuổi giàu, nếu như bạn chỉ quan tâm tới tổng thể mà bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt thì bạn có thể sẽ vấp phải những vấn đề rắc rối mà bản thân của bạn không lường trước được nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi giàu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn cải thiện về tình hình sức khỏe lẫn cả vấn đề về tài chính. Khi bạn tuổi dậu tỉnh táo và sáng suốt thì các quyết định liên quan tới tình hình về tài chính hoàn toàn có thể kiểm soát được, giúp cho bạn kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ trong ngày hôm nay nhé. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có thể giúp đỡ được rất nhiều người yếu thế. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa vui vẻ. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc sức khỏe đang có dấu hiệu được cải thiện mang lại cho bạn có được nhiều niềm vui. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nhận được cái ngọt sau bao nhiêu ngày vất vả cố gắng Vài đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 99, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Ừ, với tuổi tốt thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi, cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm với bạn tuổi Tuất đang có sự căng thẳng trong các mối quan hệ khiến cho tinh thần của bạn không được tốt thậm chí khiến cho bạn không thể nào ngủ yên được tuy nhiên tin tốt cho bạn là có thể kết thúc sự căng thẳng này bằng chính sự rộng lượng và những lời nói ôn hòa của bạn nữa đó nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được tin vui về tài lộc khi vận may đáng kể dành cho bạn trong ngày hôm nay một số người đã kiếm thêm nghề phụ có thể gia tăng thu nhập cho bản thân mình vào lúc này và với bạn tuổi tuất hãy cố gắng phát huy tối đa về khả năng của mình để đạt được mục tiêu về tiền bạc như mình đã đề ra nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượt cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn lúc này bạn mạnh không thể lơ là được nữa mà cần phải có những quyết định riêng để chăm sóc cho sức khỏe của mình được tốt hơn và nếu có thể thì hãy học cách thiền định chính là hoạt động chăm sóc cho bản thân mình tuyệt vời hiệu quả nhất có thể bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tránh hợp tác với người mà bạn chưa hiểu rõ về họa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tiền bạc được giúp đỡ nhưng không thấy được sự an vui tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc thời tiết thay đổi cần phải tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để tránh bệnh vặt xảy ra tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cẩn thận đừng có tin vào lời của người khác mà tiền mất tật mang tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cẩn trọng trong từng quyết định hành động của mình để tránh xảy ra sai sót. Và đánh giá của bạn thủy Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 35, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn đang có được những thay đổi tích cực và quan trọng là bản thân của bạn có thể biết mình cần phải làm gì và chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần cho những thay đổi đó hay là không. Và ngày hôm nay với bạn tuổi hợi, nếu như bạn chỉ có một mình thì không thể nào giải quyết được những vấn đề khó khăn đó và nếu như không có sự giúp đỡ của ai khác nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có xu hướng khó giao tiếp hơn rất chi là nhiều. Việc mở lòng mình và nói chuyện một cách thân thiết với người khác là một điều gì quá khó với bạn. Để cho bản thân mình trở nên cởi mở hơn, thân thiện hơn thì cách tốt nhất là với bạn nên thường xuyên trò chuyện với bạn bè, người thân của mình trong ngày nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ, vì vậy với bạn tuổi hợi không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là xây cất về nhà cửa. Nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh tuổi hợi nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần hướng chính đông đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hơn Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, chỉ vì thiếu đi sự lắng nghe. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, chỉ cần để sai suốt xảy ra, mọi việc sẽ đổ trong chốc lát. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy tự tin thể hiện năng lực của mình, bỏ qua điều tiếng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hiểu lầm mâu thuẫn khiến cho hai người càng ngày càng xa cách và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 12 số 71 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Dậu Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào và hẹn gặp lại